nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật xin trân trọng diễn đọc nhà bác học ông hồ hữu tường giải thích trận đại hồng thủy và thiên hỏa giải thuyết lý tam nguyên và tận thế giải thích về thượng nguyên và xã hội tân xuân thu mời quý đạo hữu và quý vị cùng lắng nghe đọc nghệ sĩ tuấn anh và ngọc minh nam mô a di đà phật nhà bác học ông hồ hữu tường ngoài lối giải thuyết sấm giảng khoa học địa lý còn lối giải thuyết bằng phương pháp khoa học của ông hồ hữu tường một học giả mà ông tam ích đã liệt ngang hàng với Đào Duy Anh, Phan Văn Hùng, Nguyễn Văn Tú, dân dân. Nhưng trước khi đề cập đến lối giải thuyết của ông, tưởng cũng nên tìm hiểu tại đâu ông Hồ Hữu Tường thay đổi quan niệm một cách đột ngột mà ông Thiếu Sơn gọi ông Tường là một nhà học giả đương khủng hoảng về tinh thần. Mà quả là ông Tường có khủng hoảng về tinh thần chăng? khi ông ra thuyết Xuân Thu mới và tuyên bố ly khai học thuyết Marxist vì theo ông, học thuyết này đã quá thời trong giai đoạn tiến hóa tư tưởng hiện nay và sau này. Nhưng do ông Tường xây dựng thuyết Tân Xuân Thu, một danh từ mà chúng ta được thấy sấm giảng nêu lên để chỉ thời tiết sau này của thời kỳ Thượng Nguân. Hẳn ông Tường khám phá được cái gì, nhận thấy một chân lý cao siêu nào nên ông mới thay đổi tư tưởng một cách đột ngột như thế. Nếu không thế thì có lý đâu?" ông lại kêu lên. Những tiếng gọi đàn tha thiết trong quyển Tương lai văn hóa Việt Nam mà chúng tôi xin trích ra đây một đoạn. Tôi muốn cất tiếng mà kêu to, kêu thật to để ai nấy cùng nghe. Tôi muốn có một giọng tha thiết, thật tha thiết để ai nấy cùng cảm tôi muốn có những luận điệu đanh thép thực đanh thép để ai nấy cùng tin nghe cảm tin để cùng tôi đem một cái vinh quang chưa hề có trên quả địa cầu về cho dân tộc ta dân tộc việt nam đây là một gia đình nghèo nàn khốn khổ mẹ bệnh la liệt không tiền chạy thuốc gạo trong giò sạch hết sạch em nhịn đói không nổi kêu khóc gian tay tất cả anh chị em đều đuối sức mệt hơi vì thời buổi làm ăn vất vả ngẫu nhiên một đứa con trong gia đình này gặp ở giữa rừng một khối vàng to khối vàng quá to thừa sức cung cấp để chạy thuốc cho mẹ mua gạo nuôi cả nhà trang trải các mối nợ và làm cho gia đình trở nên mấy ngàn lần triệu phú khối vàng quá to nên sức mình ôm về hay lăn về không nổi rồi hối hả đứa con ấy chạy đi kêu anh chị em lên tiếng gọi đàn để vào rừng cùng đem khối vàng về trong lòng của đứa con ấy cũng dồn dập những luồng thổn thức e ngại làm sao mà có được những lý lẽ đanh thép để cho anh chị em tin cảm quá tin rằng mình đây không phải là điên rồ không phải là mê mộng lại sáng suốt mà báo tin mừng cho gia đình và lên tiếng gọi đàn để cùng nhau chung sức nắm ngay lấy hạnh phúc và vinh quang ông tường đã bộc lộ sự khám phá của ông bằng một lôi văn ngủ ngung ẩn ước quá khéo léo nếu ông không khám phá được cái gì hay không nhận thấy một chương lý cao siêu nào thì có lý đâu từ địa vị một nhân viên trong phái đoàn hội nghị đà lạt đường được người tín nhiệm lại từ khước trách nhiệm của mình mang gói từ hà nội trở về sài gòn tuyên bố một câu làm ngơ ngác cả mọi người ông tuyên bố từ giả trường chánh trị trong năm năm. Từ sự kinh ngạc này, ông đưa người ta đến kinh ngạc khác. Ông lặng lặng như một thầy tu. Nhưng lâu lâu, ông đăng lên báo nhiều ý tưởng mà không ai ngờ. Ông cho rằng học thuyết xít đã lỗi thời. Rồi ông đưa ra thuyết Tân Xuân Thu, làm cho phái của ông tam ít cực lực chỉ trích. Nhưng đó cũng chưa mấy ngạc nhiên bằng khi ông Tường đưa ra đời bộ ngàn năm một thuở trong đó ông mượn giai phi lạc để đưa ra bao nhiêu lời tiên tri của sấm giảng giải thuyết lý tận thế lý tam quân và đồng thời phủ nhận những điều người đời nay đường tin tưởng ở máy móc thù phụng cái cũ của người ta để làm cái mới của mình mà không nhận rằng mình đã có một khối vàng to. Đây chúng ta thử đọc một đoạn văn này của ông Tường, đủ thấy quan niệm của ông về cái nghĩa mới và cũ. Những nhà lập luận thiển cận thường có luận điệu này. Triết gia Tàu hay lấy những học thuyết cũ rít của Tây Phương mà nhập cản vào Trung Quốc và bảo đó là mới thì nguyên nhân là bởi các triết gia ý có bệnh cóp rồi thì họ kêu hẳn với lời giải thích tạm bợ áp phiện là buồn ngủ vì áp phiện có tính làm buồn ngủ ta thì không thế ta lại tìm thêm tại sao các triết gia trung hoa hay cóp nhưng hỏi mãi cũng chán bởi vì lòng ta muốn làm sao cho ta được như chim bằng của trang tử vỗ canh bay mấy muôn dặm sáng tạo ra được một nền triết học nào mới mẻ đối với Tây Phương. Chứ cái việc có các học thuyết của Tây Phương rồi đem ra mà nói rằng Tân với đồng bào của mình thì thú thực Tân này không khá cái Tân của các bà đã nằm bếp muốn cầm đầu thế giới hay chịu phận làm em của người làm nước chư hậu hiến cống cho một nước thiên tử nào đó thì hãy một mực đi theo triết học của nước đó đi còn nếu nuôi chí lớn thì lập một nền triết học khác làm cơ sở cho một đạo sống khác nhưng những tư tưởng trên đây chưa làm đảo lộn cả ý thức hệ của con người bằng đoạn văn vấn đáp sau đây học sách à học sách tức là nhận kẻ viết sách làm thầy sau tôi không học nơi sách nào cả Họ tức mình hỏi Không học anh làm sao biết được Thì nó nói giọng dạc rằng Không học mà biết mới hay chứ Nếu phải học mà biết Cũng như các ông nghè ông cống khác Chứ nào có hơn Mà tranh có một địa vị hơn họ Thật là một ý tưởng ngạo nghễ Nhưng thật ra thì không ngạo nghễ tí nào Không học mà biết là một hiện tượng không còn lạ với người đời nay nữa. Hẳn quý ngài còn nhớ Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết Đức lục tổ ít ai dám sánh Người dốt mà nói pháp quá rành Và ông thanh sĩ cũng có biết Có học, có biết, có tường Không học mà biết, phi thường khó thay Cũng đồng một ý nghĩa Không học mà biết mới hay như ông Tường đã nói. Tại đâu ông Tường có những ý tưởng giống trong sấm giảng? Nếu ông không khám phá một điều gì? Có người cho biết rằng, sở dĩ ông Hồ Hữu Tường thay đổi ý tưởng một cách đột ngột như thế, là vì ông đã được một quyển thiên thơ, cũng như tác giả quyển Con Đường Nào. Ông dựa vào quyển thiên thơ ấy, viết ra bộ ngàn năm một thuở giải thuyết sấm giảng với sự hiểu biết của một người đi sâu vào đạo giáo sau khi đặt ra bao nhiêu nghi vấn về sự thay đổi chí hướng của ông hồ hữu tường nhiều người quả quyết ông có được thiên thơ và đây là điều mà người ta đã khám phá được về chỗ bí ẩn ấy chỗ bí ẩn ấy là ông tường đã tự nhận có được một quyển sách rồi dựa theo đó viết ra chuyện ngàn năm một thuở đây đoạn ông Tường tự nhận được có quyển sách. Số là tác giả này, sau khi lánh nạn ra đến Hà Nội, ngủ được vài tháng thì nạn binh lửa nổi lên, phải rút lui theo ngã Thụy Khê, làng Bưởi, rồi đến làng Cổ Nhuế, dân dân. Rồi đến khi hồi cư về Hà Nội thì cũng do đường ấy. Khi trở về Cổ Nhuế thì làng Mạc Tiêu Điều sơ sát phải đến một góc đình con đứng mà ngủ tạm một đêm không dè lượm quyển sách ghi tên những ai đến hỏi nơi dị cố vấn học thuyết của làng nhờ vậy mới biết câu chuyện rồi do đó tìm thêm để thuật lại ở đây câu chuyện lá đời ngàn năm một thuở mọi người đều cho rằng chỉ một đoạn văn này đủ cho chúng ta thế ông đã tự nhận có được thiên thư một cách hết sức khéo léo. Cũng như dùng thuật ngữ tìm được một khối vàng trong rừng để ám chỉ rằng tìm được sự vinh quang của Việt Nam. Nếu quả thật, ông Hồ Hữu Tường đã được quyển thiên thư. Sao ông không lấy đó mà lập thuyết một cách chững chạc của một nhà sáng tạo? Hay phát minh mà lại dùng lưới văn trào phúng, viết ướp mở nửa hư, nửa thiệt. Muốn hiểu dụng ý của ông, hãy nghe ông biện luận thế nào là trào phúng, thế nào là không trào phúng. Trong một đoạn văn dưới đây. Ngài nói, sao mà nghe như giọng trào phúng vậy? Phi là cả cười hỏi lại, nếu là trào phúng thì sao? Cả thầy đều nói, nếu là trào phúng thì ngài nói chơi, nếu không trào phúng thì là ngài nói thiệt. Phi lạc cười dài nói, lầm to, lầm to, trao phúng thuộc về giọng nói mà không về nội dung có xác sự thật hay không. Có thể nói với giọng đạo mạo như giọng của đạo nhân dĩ nhất mà không xác với thực tế chút nào. Còn nói đùa như tôi khi nãy mà không phải là trái với sự thật. Chính là ta phải dựa theo vào sự thật khi trào phúng mới được như thế còn ai ghi trong giọng trào phúng của ông tường không hàm có sự thật nhưng sở dĩ ông tường dùng thuật ngữ trào phúng là vì ông còn hoài nghi ông thấy tương lai khoa học và đồng thời ông lại thấy cảnh giới sau này vô cùng đẹp đẽ hơn khoa học nhưng cảnh giới ấy lại do thiên lực mà có còn khoa học thì do nhân lực mà có. Ông Thế hay nhờ quyển thiên thơ giúp cho ông Thế. Ông Thế nhưng chưa tin trọn vì nó xa với ông quá. Còn khoa học thì nó gần với ông Hương. Chính vì đó mà ông đâm ra hoài nghi. Và cũng vì hoài nghi mà ông Tường giải thuyết xâm giảng bằng một lôi văn nửa hư nửa thiệt. Một giải thuyết lý tam nguyên và tận thế nhưng dầu với hình thức nào ông tường cũng đã cho người ta thấy ông đi sâu vào sấm giảng một cách gián tiếp ông nhìn nhận lý tam nguyên và cơ tận diệt như ông đã nêu ra trong bộ ngàn năm một thuở đây chúng ta hãy nghe ông hồ hữu tường luận về lý tam nguyên trước thời này đã có một thuở Thái Bình mà các thi sĩ gọi là thời đại Hoàng Kim Trăng. Đó là một câu hỏi không lấy đâu làm bằng để trả lời cho được. Các tôn giáo bảo hồi xưa trên trái đất này đã có một nền văn minh chói loại người sáng suốt thông cảm được cùng tiên Phật biết phép nhiệm màu đoạt quyền tạo hóa hiểu được quá khứ dị lai rồi đến một lúc kia, hồng thủy dâng lên, đất sụp núi lở. Ấy là thời tốt đẹp kia đã tận thế. Thật ra chỉ là dứt thời thượng quân để sang trung quân. Đến thời trung quân này, tuy loài người không được ai ai cũng là hạng địa tiên như trước, song cả thấy an cư lạc nghiệp, chung hưởng thái bình, đường không lượm của rơi, Nhà ngủ không đóng cửa. Và có một ít thánh hiền, Hồi ước được sự sáng suốt, Của thời Thượng Nguyên. Có ghi chép, Điều hiểu biết, Vào những kinh sách, Mà đến nay, Dầu ai thông minh đến bực nào, Cũng không hiểu nổi. Thời Trung Nguyên này, Chấm dứt với đời Nghiêu Thuấn. Và từ đây, Bắt đầu Hạ Nguyên. Thời Hạ Nguyên, là một thời đen tối cho loài người, người lòng nuôi đầy ác ý, tranh nhau mà bóc lột nhau, giành nhau mà chém giết nhau. Kẻ dẫm lên xương máu của phần đông để lập sự nghiệp của mình, thì được thế nhân ca tụng là anh hùng, dĩ nhân. Bao nhiêu óc sáng suốt đều bị lợi dụng. Để chế tạo các khí giới tàn sát lẫn nhau Đưa nhân loại dần dần đến cảnh tận thế Nhưng các tôn giáo Chỉ muốn đem cảnh tận thế Mà dọa loài người Cho họ sợ sự trừng phạt của trời đất Mà theo các giáo điều Các tôn giáo quên rằng Trời đất xoay dần Hết năm cũ sang năm mới Thì cảnh đông qua xuân tới Là dĩ nhiên Vậy nên Hạ Nguyên có dứt rồi thì một thượng nguyên khác sẽ đến, ấy là đổi dời. Lý trời là vậy đó. Đọc đoạn này, chúng tôi thấy ông Tường Luận rất xác đáng về lý Tam Nguyên. Nhưng vì mang phải tật hoài nghi mà ông cho rằng tôn giáo muốn đem cảnh tận thế dọa loài người cho họ sợ sự trừng phạt mà theo các giáo điều có hẳn muốn cho loài người theo giáo điều mà tôn giáo nêu ra vấn đề tận thế chăng chẳng hiểu dựa vào đâu ông tường nhận thấy điều ấy chớ từ cao đài giáo cho đến phật giáo phái phật thầy đều nhận hễ mãn thời kỳ hạ nguyên thì đến thời kỳ thượng nguyên như vậy thì tôn giáo đâu có quên cái lý tuần hoàn của vũ trụ mà ông Tường hoài nghi. Mặc dầu ông Tường phủ nhận danh từ tận thế và nhận giai đoạn chấm dứt thời kỳ hạ nguồn là một cuộc đổi dời. Xong, rốt cuộc ông cũng nhận cuối thời hạ nguồn này là cánh tận thế của nhân loại. Đây, chúng ta hãy nghe lý giải của ông Tường về tận thế do Ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt cắt nghĩa cho ba nhà sư người Tàu nghe nãy giờ phải đòi ông nguyễn văn tú đến các nghĩa rõ về nguồn gốc của thánh nhân y muốn cho ba vị biết rằng khi mà quỷ vương suy rồi là do tay thánh nhân chấm dứt lúc ý là cuối thời hạ nguyên ba nhà sư hỏi làm sao mà biết rằng cuối hạ nguyên tả quân, quân đáp cái đặc sắc của cuối thời hạ nguyên này là cảnh tận thế của nhân loại xưa nay loài người đã chứng kiến những cuộc tàn tạ của lắm cái văn minh như văn minh của ai cập của ấn độ của tàu nhưng mà những cuộc tàn tạ này không dữ dội và không phổ biến đó là những cuộc suy nhược lần mòn ở một địa phương nay là cảnh tận thế dữ dội phổ biến của nhân loại ba nhà sư nghe nói đồng hỏi vì sao các nền văn minh trước lo việc nhân nghĩa đạo đức, lo việc tu dưỡng của loài người? Như gần đây, khổng Phật, gia tu, hồi hồi, thấy đều lo việc cứu giảng nhân loại. Nghe tả quân dí sự trúc đổ của văn minh Âu Tây như hai người ôm giật nhau thì cả thầy muốn biết rõ hơn nữa. Thấy vậy tả quân giải. Hiện nay các nước theo Âu Tây hãy còn đông. Đáng kể có Nga, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật, Ý. Có bảy nước. Kỳ dư chỉ là mới phết một lớp sơn bề ngoài thôi. Với bảy nước này, thì giới phải sống cảnh tượng như hồi liệt quốc nhà châu. Một trận chiến tranh thứ nhất đã đưa chúng vào một phen giật lộn. Nay lại bắt đầu một cuộc chiến tranh thứ hai nhưng chưa hết đâu còn có một lần chiến tranh thứ ba nữa mà lần thứ ba này cái văn minh âu tây lại kết tinh thành hai khối chọi nhau sư hồng hạc hỏi thêm hai khối này có phải là khối dân chủ và khối phát xít chăng nghe hỏi vậy tảo quân cười đáp dân chủ hay phát xít tự do hay độc tài đó chỉ là những phương tiện như thế nào cũng không cần, miễn là họ đạt đến mục đích. Sư Hồng Hạc nghe nói, không hiểu, bèn hỏi. Ngài nói văn minh Âu Tây đuổi theo cái lợi thì biết dựa vào đâu mà bảo rằng bảy nước ấy lại phân làm hai khối. Bởi là chiến tranh toàn diện nên sức tàn phá của nó mãnh liệt không ngừng không có một địa hạt nào tránh khỏi sự tiêu diệt giữa các nước thì nước này diệt nước kia bằng những khí giới lạ lùng nguy hiểm trong một nước thì đoàn thể này chống đối với đoàn thể kia một cách quyết liệt chẳng kể mạng người chẳng động lòng nhân hệ khác đảng phái thì dầu cho là anh em chồng vợ cha con cũng không dung nữa bao nhiêu thâm tình đều xóa bỏ chỉ nghe mạng lệnh của đảng phái mà thôi. Rốt cuộc mọi người đều phải đau đớn khổ sở vì không biết làm sao mà dung hòa ý, tình, lý của mình với mạng lệnh khắc khe của đoàn thể. Không lúc nào có người thấy mình bị một ách quá nặng nề như vậy. Ba nhà sư nghe tả cảnh tận thị rùng rợn như vậy thì kinh hồn và chắp tay đồng hỏi. Nếu nhân loại bị loạn lạc như vậy, thì còn có hy vọng gì mà sửa đổi lại? Lấy trí dẹp loạn, lấy thái bình trừ chiến tranh chăng? Tả quân đáp, Bởi cái thời loạn lạc như vậy, nên loài người khổ sở vô ngàn. Những hoạn, những nạn, có quỷ dương gieo rắc, sẽ tràn ngập, làm chết ngợp chúng sanh. Vậy mà, có người cứu giảng được y như lời quẻ thứ 12 của khổng minh. Quẻ ấy là Chủng hoạn cứu nạn, thị duy thánh nhân, dương phục nhi tri, hối cực sanh minh. Câu thứ nhất và câu thứ nhì có nghĩa là Lấy hoạn mà chữa cái nạn thì có thánh nhân mới làm được còn hai câu sau lại định kỳ hạn mà thánh nhân xuất hiện hết cái thời ám này nghĩa là dứt cái hạ nguân bắt đầu thượng nguân khác thì dương trở lại chuyện ấy sẽ rõ ấy là hết tối tới sáng vậy lời sấm rõ lắm rồi nay dứt hạ nguân thánh nhân là xích tử ra đời đổi đời mới lập thiên hạ lại Ba nhà sư cùng hỏi Còn chủng hoạn cứu nạn là làm sao? Cái đó là việc riêng của xích tử Là sự nghiệp của người Ta không có phép lo trước Thiên cơ bất khả lậu Rồi tảo quân nói tiếp Còn như quẻ thứ 13 Hiền bất dĩ giả Thiên hạ nhất gia Vô danh vô đức quan diện Trung Hoa là tả cái cảnh thiên hạ đại đồng mọi người được dùng không bỏ sót ngoài đồng như thuở hạ nguyên tất cả thiên hạ sống chung một nhà yêu thương nhau cả này là thiên đường trên quả địa cầu ngoài những lý do tận thế mà ông hồ hữu tường mượn lời ngài tả quân để phân giải như đã nói trên ông tường còn giải thuyết lý tận thế về phương diện lý số và tôn giáo nữa. Về mặt lý số, những nhà lãnh đạo cho phong trào muốn cho tất cả dân chúng tin tưởng vào một ngày mà mọi người phải chọn chỗ dự bị. Ngày hết thời âm sang thời dương, hết thời tối đến thời sáng sủa, hết thời khổ não đến thời hạnh phúc, hết thời loạn lạc tới thời thanh bình, hết thời tuổi nhục tới thời vinh quang. Họ là những nhà lý số dựa theo những thuyết của nhà triết học đời tống như thiệu nghiên phu mà định cái ngày vinh quang ấy ở vào thế hệ của chúng ta. Thời về mặt tôn giáo, học thuyết của sư tổ Huệ Năng cũng đồng một dự đoán như vậy. Phật Di Lạc xuống thế độ trần cũng vào khoảng này. Và đến như theo gia tô giáo, ngày tận thế hai ngàn năm sau Giêsu Giáng Sanh, cũng hiệp với tiên tri của phái lý số mấy triệu người theo lão học tin vào phép dưỡng sinh mấy trăm triệu người theo nho giáo mấy trăm triệu người theo gia tô giáo đồng một sự tin tưởng kẻ theo khoa học dầu có hoài nghi cũng không cưỡng lại một trào lưu ngày càng mãnh liệt và đến lúc nghiêng về một phía đọc đến đoạn này người ta sẽ thấy rõ mối hoài nghi của ông tường đã vỡ tan khi ông viết kẻ theo khoa học dầu có hoài nghi cũng không cưỡng lại một trào lưu ngày càng mãnh liệt nhưng vậy người ta có thể hiểu thêm rằng dầu ông tường dùng một lối văn nửa hư nửa thực để cho người đọc có cảm tưởng rằng ông còn hoài nghi nhưng thật ra trong thâm tâm ông vẫn tin sấm giảng ông tin chắc đến đổi ông dám cả quyết cho trận đại chiến thứ ba đây là một đoạn văn ông hồ hữu tường nói về trận địa chiến thứ ba ông trạng trình có để lại lời sấm long dĩ xà đầu khởi chiến tranh can qua xứ xứ khởi đau binh mã đề dương cước anh hùng tận thân dậu niên lai kiến thái bình bài sấm này không phải chỉ cuộc chiến tranh thứ nhì sau. Lầm, lầm to. Cuộc chiến tranh thứ nhì hoặc kể là khởi ở Tàu, nơi dụ Lư Cầu Kiều là năm 1937, tức là năm Đinh Sửu, hoặc kể là khởi ở Âu Châu hay là năm 1939, tức là năm Kỷ Mão, chứ nào phải là năm Thìn đâu mà gọi là Long Dĩ, năm Rồng, cuối năm Thìn. Giả lại, lời sấm là bàn về cuộc chiến tranh thứ hai có ăn thua gì mà làm sấm chi cho mất công. Mà câu mã đề dương cước đầu có ứng. Bởi anh hùng không có tận mà. Vậy theo ngài, thì cuộc chiến tranh thứ ba ra làm sao? hai Giải thích trận đại hồng thủy và thiên hỏa. Đây chúng ta thử nghe ông tường giải thích về đại hồng thủy ông tường cho rằng từ trước đến nay chưa có trận chiến tranh nào mà sự tàn sát lớn lao bằng trận đại chiến thứ ba bởi vì kỳ chiến tranh này bao nhiêu phát minh về nguyên tử đều được đem ra phụng sự cho việc sát hại chính võ khi nguyên tử ấy sẽ gây ra bao nhiêu tai nạn cho loài người như làm cho quả địa cầu phải ngập lụt làm cho nhân loại phải cháy thiêu Trước hết Ông Tường cho rằng Thế nào trận đại chiến thứ ba Cũng nổi ra giữa Nga và Mỹ Nhưng khu vực chiến đấu Là khu vực nào Bây giờ chú thử tính lại xem Con đường nào Là đường chiến lược Của cuộc giao phong của đôi bên Ta sắp hai giả thuyết Một là Nga lẫn thị Mà công kích Hai là Mỹ thừa sức mà tràn tới. Nếu Nga muốn công kích Mỹ hay là Mỹ đánh Nga, thì con đường gần hơn hết là con đường hàng không dòng trên Bắc Cực. Vậy là các nước ở nửa trên sẽ bị dội bom. Bom thường, bom nguyên tử, bom di trùng mà bị tàn phá cả. Anh nói như vậy rõ lắm. Tôi thấy bên tầng thế giới thì Gia Nã Đại, Hiệp Chủng Quốc, còn bên cựu thế giới thì cả Âu châu, Tây bá lợi á, Nhật bổn và miền bắc nước tàu sẽ bị tàn phá không thua gì một cuộc tận thế. Còn nếu lục quân của Nga muốn tấn công Mỹ thì phải noi theo ba đường. Con đường phía tây là phải tràn qua nước Đức, nước Pháp, nước Yph Nho, Bắc Phi để tiến tới Tây Phi và Nam Phi. Vì hai chỗ này sang qua Nam Mỹ gần hơn để rồi đó đánh lên bắc mỹ con đường phía đông là từ tây bá lợi á đánh tan nhật bổn để đổ sang alaska rồi đánh sang gia nã đại và quê kỳ con đường phía nam là tấn công ấn độ rồi từ đó đánh sang qua úc châu để sang qua nam mỹ nữa và con đường chiến lược của mỹ cũng chỉ là ba con đường ấy mà thôi sau khi vạch rõ khu chiến đấu của nga và mỹ ông hồ hữu tường không ngần ngại mà nói đến cách hành quân của đôi bên theo ông thì con đường tấn công gần hơn hết bằng phi cơ bằng bom nguyên tử là xuyên qua bắc cực và nam cực thì tất nhiên chiến trường là hai chỗ ý nga thì phía bắc cực mỹ thì lo nam cực còn anh thì lo nam phi dễ cuộc chiến tranh nguyên tử tàn khốc sẽ diễn ra ở nam cực và bắc cực. Mỗi bên toàn phá hủy căn cứ của đối phương. Mỗi bên sẽ ném nhiều bom nguyên tử mà không hạn chế được. Sức nóng của bom nguyên tử làm nước đá kia chảy ra, sôi lên thành hơi nước nóng và có một trận lục khổng lồ, một trận lục nước sôi từ nam cực và bắc cực tràn về miền xích đạo người ta muốn làm gì để ngăn trận lục nước sôi do nước đá ở bắc cực và nam cực chảy ra mà sôi sùng sục ấy cũng không được bởi sức nổ truyền của nguyên tử chạy cũng không kịp nữa nếu đó chẳng phải là trận đại hồng thủy chứ còn gì nữa mà là trận đại hồng thủy bằng nước sôi nếu vậy thì nhân loại bị tiêu diệt hết sao hay có phương án gì tránh nạn lục nước sôi ấy Ông Tường cho biết rằng Ở Nam Mỹ Châu và Bắc Mỹ Châu Người ta dành nhau mà chạy đến cái eo đất nhỏ xíu ở giữa Nội cây đứng không cũng đủ chật đất rồi Còn chỗ đâu cài cấy có lúa mà ăn Tránh nạn phỏng nước sôi thì cũng bị nạn đói Còn ở Âu Châu thì hết đường mà chạy Ở trên tràn xuống thì bị địa trung hải chặn lại Tàu đâu mà chở cho hết và chở đem đi đâu bây giờ? Ở Phi Châu thì phía nam dồn lên lại đụng sa mạc Sahara, tránh nước sôi lại bị khát nước. Ở Bắc Phi thì chạy xuống đụng Sahara vậy. Còn ở Nga thì chạy đâu? Chạy qua xứ Ả Rập, sa mạc, chỉ chạy sang Ấn Độ, xứ Ấn Độ không đủ mệ cốc nuôi dân, nay lại thêm người nữa làm sao mà sống nổi? còn dưới kia úc châu sẽ bị nạn lục nước sôi tràn tới không còn đường chạy vì nó là một hòn đảo chung quy lại chỉ có vùng đông nam á châu của ta là miếng điện simla việt nam miền nam nước tàu là thoát được cái nạn lục khổng lồ ấy ngoài nạn lục, ông tường còn cho biết cái nạn lửa cháy rực trời mà sớm giảng gọi là thiên hỏa ông tường nói rằng Cuộc chiến tranh thứ ba sẽ là một cuộc chiến tranh nguyên tử mà cái lợi hại của nguyên tử lực không phải là mấy quả bom như kỳ rồi đã nói ở Nhật Bổn đâu. Sự lợi hại của nó là sức nổ truyền. Một nguyên tử này nổ ra, phát điện tử bắn vào nguyên tử kế đó, thì nguyên tử sau này nổ luôn theo rồi truyền như vậy mãi ra và tràn lan vô cùng tận. Nhiệt độ phát ra không thể tưởng tượng được. Nhưng rất may, nạn thiên quả ấy cũng như nạn lục nước sôi không tràn đến miền xích đạo. Nhờ đó mà nước Việt Nam được an toàn, dẫn đạo các nước trong thời kỳ Thượng Nguân. 3. Giải thích về Thượng Nguân và xã hội Tân Xuân Thu Ông Hồ Hữu Tường cho biết rằng Cuối trận chiến tranh thứ ba, hầu khắp quả địa cầu đều bị tàn phá. Các đô thị lớn đã biến thành những đống gạch ngoái ngổn ngang, bắn ra những tia quan tuyến của nguyên tử lực, cho đến cỏ cũng không mọc được. Đó là kết quả của nguyên tử. Đầu đầu đầy xác chết bốc ra mua ngàn loại di trùng đang nghẹo nghến tìm nạn nhân. Đó là kết quả chiến tranh di trùng. Thành thị thì như thế, còn thôn quê thì chỉ còn có một thứ cỏ dại mới khởi sự mọc le the bởi cái lẽ dễ hiểu rằng khi làn nước sôi tràn lụt qua một lượt thì cỏ cây thảy chết sạch hột giống thảy luộc chín tất cả loài người cũng chết sạch có ai sống sót khỏi nạn nước sôi cũng bị nạn đói bởi còn cái gì đâu mà ăn riêng có dùng nhiệt đới thì cỏ cây còn thành mậu các giống mễ cốc hãy còn sót lại. Nhưng ở nơi khác từ mấy năm, người chết gần hết. Ai mà trồng trọt, nên phần đông đã trở nên hoang du. Chính nhờ ở vào vị trí của miền xích đạo mà nước Việt Nam cũng như miếng điện, xim la và miền nam nước tàu thoát được cái nạn tàn phá của trận lục khổng lồ ấy. Lại là xứ sản xuất rất nhiều lúa ăn, có bà con tản cư đến thêm gấp đôi dân số. Nghĩa là đến 200 triệu người cũng có thể nuôi được. vốn là một khu phi chiến, cho nên nước Việt Nam sau này sẽ bất chiến tự nhiên thành, đúng như sớm trạng trình đã tiên tri. Mà ông Hồ Hữu Tường dí sự bất chiến tự nhiên thành ý như miếng võ thuật, hầu tử xúc động. Nước Việt Nam yếu ớt cũng như con khỉ trong hang không làm gì chống lại nổi cọp beo, lan, gấu, rắn. Thế mà, biết len lỏi, chờ cho các nước mạnh như cọp beo, lan, gấu kia choảng nhau, chờ đến sụm hết, đúng với lời sấm. Mã đệ dương cước, anh hùng tận. rồi xuất động, thì làm gì chẳng làm chúa. Đó là nhờ vị trí phi chiến của nó, mà sau này nó trở nên một nước dẫn đầu thế giới. Nếu vậy thì nước Việt Nam chẳng có gì tốt đẹp, vẫn giữ cái cảnh tượng điêu tạng cỏ khô đồng cháy, hoang vu như thế sao? Ông Tường cũng tin rằng thế giới sẽ bước qua thời kỳ thượng nguyên, nghĩa là vô cùng tốt đẹp, khí hậu ôn hòa như trong Sấm Giảng đã nói. Nhưng làm thế nào thế giới biến hình, thay đổi khí hậu và trở nên một xã hội tân xuân thu? nghĩa là trong một năm chỉ có hai mùa ấm và mát sự biến đổi ấy ông tường cũng quy cho kết quả của bom nguyên tử mà ra ông tường giải thích như thế này bom nguyên tử mà nga và mỹ đem ra dùng sau này sẽ còn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần thứ bom nguyên tử đã dội xuống nước nhật sức nổ của nó nếu không làm núi tan đất dở thì cũng làm quả địa cầu vì chịu không nổi mà xê dịch vị trí đi nó sẽ từ vị trí hiện hữu mà xê dịch qua một vị trí khác do sự xê dịch ấy quả địa cầu ở vào một vị trí một năm chỉ có hai mùa xuân và thu khí trời quanh năm rất ấm áp mát mẻ còn ban đêm thì luôn luôn có mặt trăng mọc sáng cả đêm này qua đêm khác không hề sai chạy cái thế giới đó ông tường gọi là thế giới xuân thu đã đổi vị trí như thế đã thay đổi mùa tiết ngày đêm như thế không nói ai cũng biết chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn nhu như thế từ loài khoáng vật đến thực vật cũng như động vật thế giới sau này sẽ vô cùng đẹp đẽ cây cối hẳn tốt tươi đất đai hẳn thích hợp cho các loài cây quý báu thì con người hẳn cũng đẹp đẽ và thông minh tiến hóa hơn nhiều. Ông Tường cho rằng, cái xã hội sau này sẽ tột bực văn minh, thái bình muôn thuở, con người sẽ tài trí phi thường. Nếu đem sánh với thời kỳ hạ nguồn này, thì cách biệt không biết bao xa. Cứ lấy theo thiên văn học mà xét, thì ông Tường thấy rằng, quả địa cầu chúng ta đương chuyển từ cung con cá qua cung con cựu trong 12 thiên cung Zodiac. Hiện nay chúng ta còn ở trong cung con cá, một cung mà người đời có tâm trạng như con cá, hễ gặp nhau là đá cắn nhau. Bởi vậy, ở vào thời kỳ này, nhân loại xô đẩy nhau vào con đường chiến tranh không dứt, tương tàn, tương sát. Cung con cá biểu thị thời kỳ hạ nguyên. Trái lại, cung con cừu biểu thị thời kỳ thượng nguyên, một thời kỳ con người thông minh tiến hóa cao siêu nhất trong các thời kỳ. Ông tường gọi là thời kỳ của hạng minh triết. Chẳng những con người trí hóa thông minh mà xã hội lại thạnh trị, dân chúng đâu đâu cũng an cư lạc nghiệp. Các nước rất tương thân tương ái, cho nên thế giới trải qua một thời kỳ thái bình cả muôn năm, giống như đời nghiêu thuấn. Đó là cả quan niệm của ông Hồ Hữu Tường về vấn đề tận thế và sự xây dựng cõi đời thượng nguyên mà ông gọi là xã hội xuân thu, quan niệm dựa theo khoa học để giải thích sớm giảng. Như chúng tôi đã nói, ông Tường vì vướng phải chủ nghĩa hoài nghi mà ông mãi tắc tị không tiến đến đâu. Ông Tường nói rằng, sau trận giặc thứ ba, các nước ở miền tiếp cận với Bắc Cực và Nam Cực đều bị nạn lục nước sôi và sức nổ truyền của ba nguyên tử mà tiêu tàn đến cây cỏ cũng không mọc trong tình trạng hoang du như thế nước việt nam nhờ ở khu vực phi chiến mà tồn tại phóng làm gì với nhân lực mà xây dựng cõi đời thượng nguyên nếu vậy thì cõi đời thượng nguyên cũng vẫn là cõi thế giới cũ kỹ này thì thấy gì phân biệt thượng nguyên với hạ nguyên còn mong rằng bom nguyên tử sẽ làm xê dịch vị trí của quả địa cầu và nhờ đổi vị trí ấy mà thế giới sau này sẽ đổi mùa tiết nhưng lỡ như sức nổ truyền của bom nguyên tử không hãm lại được nó cứ nổ truyền mãi phỏng quả địa cầu có bị cháy thiêu loài người có bị chết luộc vì nạn lục nước sôi chăng nhưng thật ra tận thế có đúng như các nhà khoa học bác học đã nghiên cứu không nam mô a di đà phật